chào quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay thứ năm, ngày 31 tháng 1 năm 2019, nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Mậu Tuất. Thưa quý vị, những ngày cận Tết thì ở chợ giá cả các mặt hàng thực phẩm có những biến động như thế nào? Những loại cây kiển lên chợ có gì độc lạ? Mời quý khán giả cùng theo dõi trong tiết mục Chợ Tết miền Tây. Còn bây giờ là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình tối nay. Lượng tiền người Việt sinh sống ở nước ngoài chuyển về đóng góp cho công tác an sinh xã hội của tỉnh Hậu Giang hơn 5 tỷ đồng. Tiết mục Chợ Tết miền Tây, đa dạng các sản phẩm tiêu dùng phục vụ người dân dịp Tết. Xuất hiện nhiều loại cây kiển độc lạ với giá hàng chục triệu đồng nhưng vẫn thu hút rất đông khách đến mua. Các doanh nghiệp vận tải Hậu Giang tăng cường hoạt động phục vụ Tết. Thưa quý khán giả, toàn tỉnh hiện có hơn 13.000 gia đình có người thân ở nước ngoài. Do vậy, lượng tiền người nước ngoài chuyển về tăng trưởng bình quân 8% một năm. Trong đó, ba quốc gia có lượng kiều hối chuyển về nhiều nhất là Đài Loan, Hàn Quốc và Malaysia. Đặc biệt là bà con kiều bào còn tích cực đóng góp trong công tác an sinh xã hội. Ghi nhận sự đóng góp này của bà con đối với sự phát triển của tỉnh. Sáng nay, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức buổi họp mặt kiều bào xuân quê hương Hậu Giang năm 2019. Đến dự có ông Lữ Văn Hùng, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy; ông Đồng Văn Thanh, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh; ông Huỳnh Hữu Kế, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Văn Tiến, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các ban sở ngành đoàn thể tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố cùng 150 kiều bào thân nhân gia đình. 15 năm qua, hơn 25.000 Việt kiều gốc Hậu Giang đang sinh sống và làm việc tại hơn 40 quốc gia trên thế giới đã luôn đồng hành tích cực đóng góp tinh thần và vật chất cho quê hương. Trong đó có 9 kiều bào đang đầu tư 11 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký là 26 triệu đô la Mỹ trong lĩnh vực du lịch sinh thái, xuất khẩu nông sản. Năm 2018, người Việt Nam ở nước ngoài đã gửi tiền về hơn 56 triệu 520 ngàn đô la Mỹ. Kiều bào là cầu nối hữu nghị đã và đang thúc đẩy hợp tác địa phương giữa các địa phương của Hậu Giang và các địa phương của Hàn Quốc, Nhật Bản. Đặc biệt, bà con kiều bào đã đóng góp an sinh phúc lợi xã hội hơn 5 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật khác. Ở nơi đâu cũng vậy, chúng ta đều cũng phải làm việc một cách hết sức mình. Thì nói chung cuộc sống cũng đều ổn định. Dù ở nước ngoài nhưng bà con kiều bào cũng thấu hiểu được cái tình cảm đó của lãnh đạo tỉnh nhà mà sẵn sàng đóng góp để đưa tỉnh nhà của chúng ta ngày càng phát triển. Mình cũng phải động viên con mình thôi, trước đây mình cũng nghèo vậy. Thôi giờ mình cũng giúp đỡ cho bà con ta thoát cái nghèo. Coi như là mình làm được cái gì mà giúp đỡ con người mình nó thoải mái, nó khỏe khoắn lắm. Bây giờ mình cũng góp phần như vậy thì đó là cho nó có ích cho xã hội. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, trân trọng và biểu dương sự đóng góp cao quý của bà con kiều bào đối với quê hương Hậu Giang. Dịp này, ông cũng gửi đến bà con kiều bào và thân nhân lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Nhân buổi họp mặt hôm nay, tôi kêu gọi sự đóng góp, đầu tư của bà con kiều bào cùng với địa phương cho các dự án đã và đang được triển khai trên địa bàn của tỉnh. Cụ thể là các khu công nghiệp tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các khu du lịch sinh thái, hệ thống các cơ sở chế biến nông sản phục vụ cho chương trình xây dựng nông thôn mới, cũng như những chương trình hỗ trợ chăm lo cho hộ nghèo, gia đình và các đối tượng còn nhiều khó khăn. Tại buổi họp mặt, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng 10 bằng khen cho các cá nhân vì có đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cũng trao tặng 11 giấy khen cho bà con kiều bào tiêu biểu trong tỉnh. Cảm ơn quý lãnh đạo. Chiều nay, ông Lữ Văn Hùng, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, đã đến dự buổi họp mặt đại diện chức sắc các tôn giáo, cá nhân tiêu biểu các dân tộc nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019. Phát biểu tại buổi họp mặt, bí thư tỉnh ủy cho rằng năm 2018, ngoài những thuận lợi cơ bản, Hậu Giang còn đối mặt với những khó khăn, thách thức. Nhưng đảng bộ, quân và dân đã đoàn kết chung sức chung lòng, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra. Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, để có được sự thắng lợi đó, có sự đóng góp của các vị linh mục, mục sư, đại đức, các tôn giáo dân tộc trên địa bàn tỉnh.
nhất là trong việc vận động các dân tộc tôn giáo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngày vì người nghèo, cuộc vận động học tập và làm theo Bác. Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn các chức sắc, chức việc, tôn giáo, dân tộc hãy chung sức, đồng lòng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng khối đại đoàn kết tỉnh nhà ngày càng vững mạnh, tiếp tục đồng hành với các cấp chính quyền thực hiện tốt các cuộc vận động, nhất là công tác an sinh xã hội, góp phần giúp tỉnh nhà hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2019. Để buổi họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao quy hiệu đảng được diễn ra chu đáo, sáng nay, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Vị Thanh. Qua kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự chủ động của các ban sở ngành tỉnh và thành phố Vị Thanh trong công tác chuẩn bị. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các đơn vị tập trung rà soát lại việc thực hiện các bước, kịp thời khắc phục, điều chỉnh những việc chưa phù hợp để lễ kỷ niệm diễn ra trang nghiêm, long trọng. Lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao quy hiệu đảng cho 79 đồng chí sẽ diễn ra vào sáng mai 1 tháng 2. Năm 2019, tỉnh được giao chỉ tiêu trao lệnh nhập ngũ cho 1.050 thanh niên. Trong đó giao cho Bộ Quốc phòng là 900 thanh niên, Bộ Công an là 150 thanh niên. Chiều hôm qua, ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chịu hội nghị sơ kết đánh giá công tác này. Đến nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh và các địa phương đã trao lệnh nhập ngũ cho 1.098 thanh niên, trong đó dự phòng là 48 thanh niên. Theo kế hoạch, 6 giờ 30 phút ngày 20 tháng 2, các địa phương đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân. Trong đó, thị xã Long Mỹ là đơn vị được chọn làm điểm. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương nắm chắc thanh niên sẵn sàng nhập ngũ trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhất là tình hình sức khỏe vi phạm pháp luật, đồng thời làm tốt chính sách hậu phương quân đội, góp phần để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đúng số lượng và chất lượng. Ghi nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp, hợp tác xã đối với sự phát triển kinh tế xã hội năm qua, sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức các đoàn đến thăm chúc Tết các đơn vị. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc Tết tại các công ty doanh nghiệp ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ. Đoàn đã đến chúc Tết tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bất động sản Dạng Phong, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát, công ty cổ phần xây lắp miền Nam, công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Đông Phú, công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Lienman Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Cần Thơ Hậu Giang, đồn công an khu công nghiệp Sông Hậu, công ty cổ phần thủy sản Bình Phú Hậu Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ hàng hải Hậu Giang, công ty cổ phần nước Aquaquan Hậu Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn Number One Hậu Giang. Tại các nơi đến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã gửi lời chúc năm mới và mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục làm ăn phát triển, ủng hộ tỉnh hoàn thành các kế hoạch mục tiêu đề ra và chăm lo tốt đời sống công dân lao động. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc Tết các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, phần lớn các hợp tác xã đã có liên kết với các doanh nghiệp, có đầu ra ổn định và có kế hoạch phát triển trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết sẽ hỗ trợ các hợp tác xã về vay vốn để phát triển sản xuất và xây dựng trụ sở làm việc. Đồng thời mong muốn các hợp tác xã cần có phương án phát triển phù hợp với xu thế hiện nay, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Lữ đoàn thông tin 29 quân khu 9 vừa phối hợp với xã Long Trị, thị xã Long Mỹ trao tặng quà Tết cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo, các đồng chí lão thành cách mạng, cao niên tuổi đảng trên địa bàn xã. Đoàn đã trao 30 phần quà Tết là nhu yếu phẩm, góp phần giúp cho các gia đình đón cái Tết đầm ấm hơn. Thị đoàn, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Ngã Bảy đã tổ chức họp mặt 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019. Tại đây, các em được vui chơi, giao lưu, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và nhận một phần quà trị giá 300.000 đồng để vui xuân đón Tết. Tại huyện Long Mỹ cũng vừa họp mặt nụ cười xuân với trên 100 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam tặng 60 phần quà cho các em vượt khó học tốt, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và bánh kẹo. Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ cũng đã đặt 50 phần quà cho các em.
mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Thưa quý khán giả, hôm nay là 26 tháng Chạp, việc mua sắm nhu yếu phẩm dùng trong mấy ngày Tết rất nhộn nhịp. Tiết mục Chợ Tết miền Tây ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến siêu thị ở thị xã Ngã Bảy, xem năm nay có những loại hàng hóa nào mới, sức mua ra sao. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thưa quý khán giả, dự đoán sức mua của siêu thị sẽ tăng từ 10 đến 15% trong dịp Tết năm nay. Vì vậy, siêu thị Co.op Mart Ngã Bảy đã chuẩn bị rất là nhiều phần quà, gồm có bánh, kẹo được gói trong giấy kiến truyền thống như thế này đây. Và điều đặc biệt năm nay là siêu thị đã chuẩn bị hơn 10 loại hạt sấy khô để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong dịp Tết này. Những ngày cận Tết, sức mua tại siêu thị Co.op Mart Ngã Bảy đã tăng hơn 50% so với ngày thường. Trong đó, các sản phẩm được người dân ưu tiên lựa chọn là bánh, mứt, hạt sấy khô từ 150g cho đến 450g, có giá đa dạng, vài chục ngàn cho đến vài trăm ngàn. Ưu điểm của các sản phẩm này là ngon, giá cả hợp lý, dễ bảo quản và rất tiện lợi để mang biếu hoặc là đãi khách trong dịp Tết. Đặc sản của bên Gấp Chị đó là các loại hạt với mứt là được sản xuất từ một công ty của trong hệ thống Sài Gòn Cớp luôn. Đảm bảo với bà con ở đây là không có phẩm màu, không có chất bảo quản, rất là an toàn. Cho nên em sẽ nhìn cái sắc màu của nó sẽ không bằng với ở ngoài chợ, nhưng mà sản phẩm tuyệt đối an toàn. Nhận định sức mua của thị trường sẽ tăng từ 10 cho đến 15%, vì vậy siêu thị đã chuẩn bị hơn 40 tấn hàng hóa, tăng hơn 20% so với năm ngoái. Trong đó có các mặt hàng bình ổn của Sở Công Thương và các mặt hàng thời vụ Tết. Được biết, vào 3 ngày cuối năm, hệ thống siêu thị Co.op Mart sẽ nhập về các loại trái cây đặc sản độc lạ đáp ứng nhu cầu chương Tết của bà con. Nếu ở các siêu thị, các loại hàng hóa tăng từ 5 đến 10%, thì việc mua sắm ở các chợ cũng bắt đầu tăng. Theo các tiểu thương tại chợ Nàng Mau, Quận Dị Thủy, ngoài mặt hàng rau củ thì thịt heo được bà con lựa chọn nhiều nhất. Tuy nhiên, giá vẫn giữ ở mức ổn định từ 75 đến 80 ngàn đồng một ký. Đối với các mặt hàng tôm khô, khô các loại cũng tăng giá. Hiện tôm khô có giá từ 500.000 đồng đến 800.000 đồng một ký tùy loại. Khô mực là 350.000 đến 700.000 đồng một ký tùy loại. Từ đây đến 30 Tết, sức mua sẽ còn tăng rất mạnh. Những ngày giáp Tết, các chợ hoa xuân cũng luôn tấp nập kẻ bán người mua. Tại thị trường chợ hoa kiển Tết Cần Thơ năm nay đã xuất hiện nhiều loại cây kiển độc lạ, trị giá hàng chục triệu đồng, nhưng chẳng thu hút rất đông khách đến mua. Hãy cùng chợ Tết miền Tây và một chồng chợ hoa kiển Tết ở vùng đất Tây Đô sau đây. Kiển nho lần đầu tiên có mặt tại thị trường Tết, thành phố Cần Thơ bán với giá 1 triệu đồng một cây. Loại kiển này xuất xứ từ tỉnh Ninh Thuận, được nông dân chuẩn bị trước khoảng 6 tháng mới cho ra một cây kiển nho cao từ 50 đến 80cm. Những người chơi kiển cho biết, nho kiển mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc, tượng trưng cho sự sum họp quấn quýt và mang lại tài lộc cho gia chủ. Còn đây là cây kiển đu đủ vàng của nông dân Đồng Tháp, cũng được trưng bày và bán trong chợ xuân năm nay. Loại đu đủ vàng này có từ 8 đến 15 trái mỗi cây, dao động từ 500.000 đến 1 triệu 500.000 đồng một cây. Thêm vào đó, nhiều người dân thành thị thường chọn đu đủ vàng theo tâm niệm, vừa đủ lại vừa có vàng nên rất dễ bán. Năm nay, kiển dâu tằm cũng xuất hiện ở chợ Tết thành phố Cần Thơ, được bán với giá 2 triệu đồng một chậu. Loại kiển này vốn là một loại cây ăn quả. Nhiều nghệ nhân đam mê cây cảnh đã cấy ghép giống cây dâu tằm thành những chậu bonsai đẹp mắt. Năm nay, chủ cây kiển chỉ nhập đúng 5 cây để bán phục vụ cho những người yêu giống kiển lạ này. Một trong những nhóm cây phong thủy tượng trưng cho sự giàu sang thịnh vượng còn có giống kiển xoài ghép. Loại kiển này có trái màu vàng ươm và khá đẹp, dáng thấp. Hiện tại ở thị trường Cần Thơ chỉ có đúng một cây nên giá bán khá cao, 5 triệu đồng. Mặc dù giá cao nhưng vì mới lạ nên nhiều người không ngần ngại bỏ tiền ra mua. Tuy nhiên, chủ của cây vẫn chưa chịu bán. Đặc biệt, năm nay chợ Hoa Kiển thành phố Cần Thơ còn xuất hiện bưởi diễn được vận chuyển từ Hà Nội vào, bán với giá từ 3 triệu đến 70 triệu đồng một cây, tùy theo cây lớn nhỏ, trái nhiều hay ít. Cây bưởi diễn ra quả chính đúng vào dịp Tết và có màu vàng óng bắt mắt, tượng trưng cho tài lộc nên được nhiều người ưa chuộng trong ngày Tết. Ngoài ra, thị trường chợ Tết năm nay còn có thêm một loại hoa mang sắc xuân cũng được khá nhiều người dân chọn lựa, đó là cây mai đỏ. Cây hoa mai đỏ với sắc hoa đỏ thắm đặc trưng, dáng thế đẹp, vào thời điểm cây nở hoa nhìn như một quả cầu lửa. Đặc biệt, hoa rất lâu tàn, dễ sinh sống và nở hoa quanh năm,
biểu thị cho sự phát triển dồi dào, tài lộc phú quý. Giá bán dao động từ 500.000 đến 3 triệu đồng một chậu tùy theo cây. Người bán cho biết năm nay chỉ nhập 350 cây, nhưng chỉ sau 3 ngày, số lượng chỉ còn 20 cây. Đây là loại giống được khá nhiều người miền Tây ưa chuộng. Có thể thấy hiện nay thị trường cây kiểng rất là sôi động, nhiều chủng loại nhưng giá cả cũng ở mức khác nhau nên người mua dễ dàng chọn lựa. Những ngày gần đây xuất hiện rất nhiều cây mai có giá khủng, có cây lên tới 5 tỷ đồng. Tuy nhiên cũng có những cây mai ở mức giá trung bình thôi, nhưng mà nó rất là khác biệt và hình dáng thì có thể nói là độc nhất vô nhị. Thú vị và các bạn, đây là một trong những gốc mai quý được đưa ra tại chợ Hoa Tết ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang năm nay. Bởi trong số hàng trăm cây thì chỉ có một cây bị đột biến, làm cho thân cây có hình dáng xù xì lạ lẫm, nên được rất nhiều người sành chơi mai săn tìm. Sê mê sưu tầm cây kiểng độc lạ, nên Tết này anh Lê Minh Sơn ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đã đưa ra chợ qua Tết nhiều cây mai quý, hiếm, với hình thù kỳ quái và có dáng thế đa dạng. Trong đó độc đáo nhất là cây mai nu và mai xù từ 8 đến 10 cánh. Hiện số lượng rất ít, chỉ 4 đến 5 cây. Điểm khác biệt của cây mai này là hình dáng xù xì và sần sùi, nổi nhiều gai nhỏ, đều đặn. Có khi phình to, cũng có khi thon dài, sắp xếp theo hình đơn khối hoặc đa khối. Xù thì dẫn đột biến đó, tại nói chung là mấy cái đó ít có lắm, bị đột biến ghen đó. Do mai mang nhiều ý nghĩa may mắn, thịnh vượng và là hàng hiếm nên giá cũng cao hơn nhiều lần so với cây mai thường. Giá các cây mai đột biến tầm 12 triệu. Các cây mai xù có giá từ 4 đến 6 triệu đồng một cây, khoảng 10 năm tuổi. Bên cạnh đó, những cây mai tài lộc giống mới 150 cánh cũng có giá hàng chục triệu đồng. Ra chợ hôm nay thấy thua rồi. Nó đấu đá quá trời, giá hôm nay nó chứ không mắc. Bị mấy thằng mai ghép thì nó dập mấy này chưa không nói. Cũng theo anh Sơn, dạng mai đột biến chậm lớn chỉ phát triển gốc xù. Hàng chợ chủ yếu giá tầm 20 triệu đổ lại để phục vụ nhu cầu chơi mai bình dân. Riêng các cây mai đẹp, gốc to chủ yếu chừa lại ở nhà bán cho lái đi các tỉnh. Những cây hoa kiểng độc đáo hay là những cây mai độc nhất châu chị xuất hiện ở thị trường Tết năm nay làm cho mùa xuân thêm nhiều màu sắc hơn. Thưa quý khán giả, từ vài ngày nay, người dân, công nhân lao động đã bắt đầu về quê nghỉ Tết, nên áp lực xe cộ đã xuất hiện tại các tỉnh thành phố lớn, khiến cho nhiều người lo lắng. Tại Hậu Giang, các doanh nghiệp cũng đang tăng cường hoạt động, đảm bảo phục vụ hành khách. Bến xe Vị Thanh hai ngày nay, lượng hành khách qua bến bắt đầu tăng khoảng 20% so với ngày thường, với khoảng 1.600 lượt. Thay vì hoạt động như những ngày bình thường là 12 tuyến cố định với 45 chuyến một ngày, dịp Tết này, bến xe tăng 100% vòng quay các phương tiện lên từ 90 đến 100 chuyến một ngày, với công suất hoạt động tối đa khoảng 2.500 cho đến 3.000 lượt khách. Có cái kế hoạch là xe dự phòng khoảng 10 phương tiện để vào những cái đợt mà cao điểm đó, thì mình có cái phương tiện để mình kịp thời để phục vụ hành khách và không để hành khách ứ động tại bến. Và phối hợp với các lực lượng có chức năng như công an khu vực, rồi công an phường, rồi thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông để giữ gìn an ninh trật tự. Đối với các phương tiện vận tải công cộng như xe buýt, mặc dù không tăng giá vé, nhưng từ sớm đơn vị vận tải cũng đã có kế hoạch phục vụ Tết. Ngoài 23 xe và 3 tuyến cố định đang hoạt động, công ty cổ phần cấp thoát nước công trình đô thị Hậu Giang còn dự phòng thêm 3 xe, trong đó có 1 xe loại 29 chỗ và 2 xe loại 46 chỗ để phục vụ hành khách vào những lúc cao điểm. Thời gian cách khoảng giữa các chuyến xe chỉ còn khoảng 15 phút thay vì 20 phút như ngày thường. Cũng có khâu là chuẩn bị về chất lượng cũng như là kiểm tra các cái phương tiện đảm bảo kỹ thuật phục vụ dịp Tết. Đồng thời cũng quán triệt đến tất cả các nhân viên tài xế lái xe này trong dịp Tết thì tuân thủ luật giao thông. Rồi nghiêm cấm là sử dụng các loại chất kích thích trong quá trình vận hành phương tiện. Cùng với sự chủ động của các doanh nghiệp vận tải, hoạt động vận tải hành khách cũng sẽ được ngành chức năng giám sát chặt chẽ trong suốt dịp Tết để tránh tình trạng chở quá tải, nhồi nhét hành khách và tăng giá bất hợp lý. Chương trình thời sự tối nay của Trung Hậu Giang đến đây là hết. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình ngày mai.